Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khởi nghiệp TV. Hiện nay thì cái ngành chăn nuôi lợn đã phát triển rất là mạnh mẽ và phát triển như nào, hiện đại như nào, thì ngày hôm nay mình có mặt tại một cái trang trại lợn quy mô 5.000 nái trên công nghệ xây dựng rất là hiện đại, tiên tiến bậc nhất hiện nay. Thì hôm nay thì mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem khi mà vào một cái trang trại thì bao gồm những cái nhà gì, như là hậu bị nái đẻ, cai sữa, chuồng thịt của họ ra sao, và họ nuôi trên công nghệ là chuồng sàng hết toàn bộ như này các bạn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ đi từ từ quay cho các bạn xem để biết là hiện nay cái công nghệ chăn nuôi heo nó phát triển cỡ nào ha. Thì các bạn thấy đây là một cái nhà hậu bị đó, họ làm rất là tươm tất như này. Tất cả những cái vách hậu bị này đều được nhúng kẽm nóng chống rỉ như này hết. Và hệ thống cho ăn tự động. Bên đây là những cái hệ thống máng cho ăn tự động này. Đó, nó có định lượng, nó có silo hết. Và con heo hàng ngày sẽ có một cái định lượng cá mà kia. Và nó sẽ chảy xuống cái máng để cho ăn. Và mỗi con như vậy ở một ngăn ở phía dưới là làm tấm đan. Tấm đan này có kích thước là 1m2 nhân 2m4. Và ở dưới này sẽ là cái hầm chứa phân. Sau một lứa thì bắt đầu người ta sẽ xả thải một lần. Đây các bạn, đây là cái hố thăm. Đây, mình sẽ mở cái nắp hố ga này lên cho các bạn xem ha. Thì đây là cái phía bên dưới của nó, những cái hầm chứa này. Và có một cái, các bạn quay vào chỗ kia kìa. Đó, các bạn thấy là đó là cái nắp. Cái nắp ngay cái chỗ cái tay mình chỉ, thì cái nắp đó là sau mỗi lứa, khi mà cái hầm này trước khi sử dụng thì người ta sẽ bơm nước vào đây, và sau khi mà một lứa nuôi á, thì người ta sẽ xả thải ra một lần bằng cách là người ta sẽ rút cái hố đó để cho nó phát thải ra ngoài biogas. Và trên nuôi trên công nghệ này thì hầu như ngày trước mà bà con mình nuôi á, thì hay đẩy xe rùa để mà cào phân hàng ngày. Còn tuy nhiên giờ phân á, thì nó thải ra cái sàn bê tông và con heo nó giẫm, thì phân sẽ lọt hết xuống dưới sàn như thế này. Đây là một cái nhà hậu bị rất là tiên tiến và hiện đại của cái trại này. Và mình đã lặn lội xin phép và đi quay nhiều cái mô hình rất là hay như này cho bà con mình xem, để bà con biết đâu thì có thể nhiều quay nhiều cái video bổ ích như này để các bà con có cái thêm ý tưởng về trong chăn nuôi ha. Đấy, một cái nhà hậu bị này các bạn này, nó rất là rộng như này. Đây, để mình dẫn các bạn đi xem ha. Trang thiết bị rất là hiện đại, nhập hết, được nhúng kẽm nóng chống rỉ như này. Và do cái chiều dài của cái nhà rất là dài, cho nên thì ở giữa sẽ bố trí thêm những cái quạt như này để mà lưu thông không khí trong cái trại, để đảm bảo cái nhiệt độ trong cái môi trường nuôi này nó hoàn toàn là ổn định và mát mẻ cho heo. Bạn thấy là khi mà họ thi công, họ lát tấm đan rồi xây thành, xây vách lên, bạn thấy rất là phẳng phiu, rất là đẹp. Còn phía đằng đây là phía trước để dành cho heo ăn. Thì ở đây là có những cái máng định lượng như này ha. Đó, các bạn thấy nè, sử dụng silo và ruột gà để mà cung cấp cám vào đây cho heo. Thì khi mà định lượng thì cám nó sẽ chảy xuống cái máng này các bạn. Đây, nó sẽ chảy xuống cái máng inox như này. Đó, cho heo ăn. Đấy, các bạn thấy rất là hiện đại các bạn. Đó, chuồng trại của họ thì các bạn có thể thấy là họ làm rất là bài bản. Đây, những cái silo, những cái phễu định lượng cho ăn như này hết. Bạn thấy ở trên thành vách này, cái vách các bạn. Còn cái tấm đan phía đằng sau cuối chuồng nhà heo đó là cái tấm kích thước là 60 nhân cho 1m2, chiều dày là 10 phân, mát bê tông 400, hai lớp thép để mà giúp cho cái việc phát phân heo nó cực kỳ tốt trong cái trang trại của mình. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem thêm về cái trại heo này ha. Vô trong trại heo thì cái khu vực này thì nó hơi tối một tí các bạn. Chỗ này là cái đường luồng. Đây, nó hơi tối một tí, gồm những cái phòng ốc như này. Các bạn thấy là cái trại heo nào mà nó hiện đại và
nó tiên tiến như này không? Đi vào trong giống như một cái khách sạn chứ không nghĩ đây là một cái trại heo các bạn. Này, vách thì toàn bằng tấm panel cách âm, cách nhiệt hết như này. Đấy, cửa phòng này các bạn thấy nè. Đây là có những cái phòng ốc rất là nhiều để mà thiết kế, ví dụ như là nhà vệ sinh này, rồi khu kho thuốc, rồi những cái nhà chức năng tủ điện. Đấy. Bạn thấy là như cái nhà này, trong này nó hơi tối tí tại vì hệ thống đang hoàn thiện. Đấy, thấy những cái tủ điều khiển rồi tủ điện, tại vì cái trại này nó hiện đại nhiều thứ lắm các bạn. Tí đến cái chuồng nạ đẻ thì mình sẽ nói thêm về cái tính hiện đại của nó như thế nào cho các bạn xem thêm ha. Giờ qua đây cho các bạn xem, đây cái hệ thống điện của họ rất là chi tiết. Nhà nái đẻ này các bạn này, bên đây thì đang lên công tác là hoàn thiện một số khâu nữa để chuẩn bị vào vận hành. Nhà nái đẻ này. Đấy. Vào đây thì nó hơi tối một tí nhé. Đấy, các bạn thấy cái phễu định lượng cho ăn, có những cái bảng điều khiển mà có thể mà canh chỉnh ngồi trên phòng hệ thống và có thể canh chỉnh được cái lượng cám cho ăn tùy vào cái giờ đạn của con heo. Ví dụ như là heo bao nhiêu ngày tuổi, tháng tuổi thì ngồi trên phòng điều khiển họ có thể điều khiển được cái hệ thống định lượng cho heo, cái con heo này ăn một cách nó tốt nhất trong cái thời kỳ ví dụ như mang thai, rồi cho con bú sau bao nhiêu ngày đó, vân vân. Các bạn thấy rất là trang thiết bị rất là hiện đại. Và đây là một cái chuồng nái đẻ của họ, thì cái mẫu chuồng này nhập từ nước ngoài về bằng trang thiết bị là sắt thép nhúng kiềm nóng chống rỉ hết, và chuồng thì có thành chống đề. Đây các bạn, giúp cho con heo nó nằm xuống một cách từ từ. So với chuồng Việt Nam mình thì sử dụng tấm thanh bê tông, vách này thành vách chống rỉ hết, một cái công nghệ chăn nuôi rất là hiện đại. Rồi bây giờ mời các bạn đi qua bên kia để mình dẫn các bạn đi xem thêm ha. Mời các bạn đi xem thêm qua khu bên này là khu nuôi heo thịt này, và mình cũng sẽ nói thêm cho các bạn về cái hầm chứa phân của khu nuôi heo thịt như thế nào để cho các bạn được rõ ha. Và cuối video thì mình sẽ nói về cái chuồng đẻ, một cái hệ thống chuồng đẻ tiên tiến nhất của cái trại này, có nghĩa là họ sẽ điều chỉnh con heo theo một cách là thời gian cho bú nó đúng giờ đúng giấc và ngồi trên phòng điều khiển thì có thể là điều khiển được các bạn. Đây là khu nuôi heo thịt này các bạn này. Đây, sẽ cho các bạn xem. Khu nuôi heo thịt các bạn có thấy là rất là quy mô và đẹp đẽ như này không? Các bạn thấy là một cái trại heo nào mà khu nuôi heo thịt nó như một cái nhà nghỉ khách sạn vậy chứ không ai nghĩ. Đây là chuồng heo các bạn. Và các bạn vào đây thì mình sẽ nói cho các bạn hiểu rõ thêm về cái kết cấu của cái nhà nuôi heo thịt trên công nghệ chuồng sàn không tắm ha. Thì đây là giữa chuồng các bạn thấy sẽ có một cái song sắt, gọi là cái tấm lưới chắn đó, dạng như nắp của cái hố thăm này. Và ở dưới đây các bạn mình lật lên sẽ cho các bạn xem này, thì ở dưới đây, đây mình sẽ chui xuống đây cho các bạn xem ha. Thì ở dưới đây các bạn này, đây là cái quan cảnh của cái hầm chứa phân. Phía dưới thì cái hầm chứa phân này trước khi vào sử dụng thì họ sẽ bơm nước vào đây, và cái thành này nó sẽ cao là 60 phân, và khi họ bơm nước vào đây bắt đầu sử dụng thì sau một lứa nuôi thì cái hầm chứa phân này nó sẽ đầy, và họ sẽ xả cái hầm chứa phân này ra thông qua một cái ống PVC có đường kính là 250 như thế này. Họ sẽ dùng cái móc và họ móc cái nắp này lên đó, và lượng phân ở dưới cái hầm này sẽ xả thải ra ngoài biogas. Và điều đặc biệt khi mà làm cái hầm này thì cái độ dốc của nó sẽ là bằng không, không có làm độ dốc nha các bạn nha. Tại vì khi mà làm độ dốc á, làm độ dốc thì nước chảy trước phân chảy sau, thì như vậy nó phân sẽ đọng lại ở trong cái lòng bể này, còn khi không làm độ dốc thì nước nó chảy một cách từ từ và giúp cho phân heo và nước nó tuột ra bên ngoài một cách nó dễ dàng.
thì đó là cũng chia sẻ với các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục dẫn các bạn qua cái tham quan những cái ô nuôi cai sữa này, và điều đặc biệt đó là cái mẫu chuồng nái đẻ. Nó có cái mẫu chuồng hiện đại, khá là hiện đại. Nó có công dụng là làm cho con heo bú đúng giờ đúng giấc được các bạn. Mời các bạn đi theo mình ha. Nó hơi tối, khu vực này thì nó chưa có điện, nó hơi tối các bạn à. Xem video chịu khó một chút ha. Dẫn các bạn qua cái khu cho nó, cho các bạn xem thành vách thì bằng tấm panel, cách âm cách nhiệt hết những này rất là mát mẻ. Đây các bạn, mời các bạn qua bên mình ha. Đây, đây là một cái khu nuôi cai sữa này các bạn này. Đấy, heo mới sinh sôi khi tách mẹ cai sữa thì qua đây. Đấy, các bạn thấy là họ chia bằng những cái tấm nhựa như này để làm những cái ô nhỏ nhỏ như này để mà ấm cho heo con này, rất là bài bản và hiện đại như này, các bạn thấy không? Nó hơi tối, mình không có điện ở trong này cho nên các bạn xem chịu khó ha. Đây là một cái khu nuôi heo con, ấm heo con. Đấy, các bạn thấy là này, hệ thống nấm uống này, cái nấm uống cũng được thiết kế rất là đặc biệt, rất là bé bé xinh xinh để vừa với miệng của heo con đó. Còn những cái này thì họ sử dụng là bằng những cái xông nhúng kiện nóng chống rỉ hết như thế này. Đấy, đây là cái khu ấm heo con các bạn. Rồi, mời các bạn đi xem tiếp với mình ha. Dẫn các bạn đi tham quan thêm. Đây là những cái ô nuôi nhà cho heo đẻ các bạn. Đấy, các bạn có thể thấy là nó chuồng này thì cái mẫu chuồng cũng như thông thường, có thanh chống đèn như hồi nãy mình có chia sẻ với bạn rồi. Tuy nhiên qua đây mình cho các bạn xem một cái mẫu chuồng nhập từ bên Hà Lan về, nó rất là đặc biệt. Bạn thấy phòng ốc này, đó, hiện đại như này, rất quy mô, bạn thấy không? Đó, bao la bát ngát, quy mô rất là đẹp như thế này, hiện đại. Việt Nam mình giờ phát triển quá các bạn ơi, không thua kém gì những các nước đâu. Nền nông nghiệp của Việt Nam mình, nhất là cái ngành chăn nuôi, nuôi heo. Cái ô chuồng nó ở ngoài đây các bạn, rất là đặc biệt. Đây các bạn, đây cái mẫu chuồng mà bên Hà Lan nhập về đấy các bạn. Đây là một cái mẫu chuồng được điều khiển nâng lên nâng xuống thông qua phòng điều khiển. Thì các bạn thấy là ở đây là khi mà con heo nó đứng lên này các bạn này, đứng lên nó ăn á, thì cái hệ thống ở dưới đây nó có hệ thống thủy lực. Đây, ở dưới đây nó sẽ có hệ thống thủy lực này các bạn, nó nâng cái ô con heo mẹ lên, nó nâng hẳn con ô con heo mẹ lên, tách rời với lại hai bên cái ô con heo con này, và tách rời như vậy á thì con heo con nó không có bú được. Và khi mà đến giờ cho bú á, thì nhân viên kỹ thuật của cái trại này sẽ hạ cái ô này xuống để cho heo mẹ nằm xuống và heo con nó có thể bú được. Và cái điều này á thì giúp cho con heo con bú đúng giờ đúng giấc, giúp cho con heo con nó phát triển tốt hơn rất là nhiều các bạn. Một cái mẫu chuồng mà trang trại này đang đưa vào sử dụng. Đấy, các bạn thấy là nó rất là hiện đại ha. Đấy, một cái mẫu chuồng nhập từ nước ngoài về. Và xung quanh thì các bạn thấy là những cái vách họ làm kín luôn để mà che chắn gió cho cái con heo con nó được tốt nhất. Thì qua cái video này mình cũng chia sẻ cho các bạn xem thêm
về những cái nhà nái đẻ này, hậu bị này, nuôi heo trên công nghệ tiên tiến như nào để cho các bạn được cái nhìn rõ hơn với ngành chăn nuôi hiện nay thì nó phát triển như thế nào ha. Bây giờ thì mình đi vòng vòng ra ngoài kia, các bạn có gì hay thì cũng quay cho các bạn xem luôn. Thì mình đang đi ra ngoài để quay thêm các bạn như chỗ căn heo này, rồi nhà chạm nghỉ xuất nhập heo như thế nào. Nhiều khi đi trong này nó hơi tối, nhiều khi đi mình lạc luôn các bạn. Đây, quay thêm cho các bạn xem thì đây là những cái chỗ này là nhà căn heo này các bạn. Đó, đây đây là những cái nhà căn heo này. Đó, họ lùa heo vô trên một cái bàn cân rất là lớn như này và cân xong thì họ sẽ lùa ra ngoài phía ngoài phòng chờ. Đó, có cửa đuổi heo vào đây đóng lại xong rồi cân, cân xong á thì họ sẽ lùa ra đây. Đây các bạn, họ sẽ lùa ra ngoài ngoài đây ở những cái phòng chờ như này. Đây là những cái phòng chờ đấy, có những cái ô phòng chờ như này, thoáng mát rộng rãi như này để mà xuất heo. Thì đó, xe chở heo thì sẽ đậu phía trước ngoài đây. Phía trước kia là có một cái nhà sát trùng kìa. Đó các bạn, ở phía ngoài đó là có cái nhà sát trùng các bạn thấy không. Đó thì sau khi sát trùng xong thì xe heo sẽ dê đít vào đây. Các bạn thấy là họ làm những cái bậc này, cái bậc này thì ngang với lại cái thùng xe luôn, và xe chỉ việc dê đít vào đây và họ đuổi con heo lên thôi, rất là tiện. Đấy. Khi mà heo cân xong rồi chỉ việc lùa ra ngay cái đít xe và cái thế là đuổi lên xe và xuất heo, rất là hiện đại và tiên tiến. Và qua cái video này thì mình nãy giờ cũng dẫn các bạn đi xem, nó rất là nhiều cái module nhưng mà hầu như nó gần như là giống nhau hết. Mình chỉ dẫn các bạn đi xem tiêu biểu một cái vài cái chuồng như chuồng thịt này, rồi ô ấm này, chuồng hậu bị, rồi là chuồng nái đẻ, có những cái gì hay thì cũng quay lên cho các bạn xem rồi. Và các bạn nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn có thể like và subscribe kênh Khởi Nghiệp TV để có thể xem thêm nhiều video hay hơn về chủ đề khởi nghiệp. Và có một điều nữa là khi mà các bạn có nhu cầu mua tấm đan này từ 60m1, 60m2, 60m5 hoặc là như cái trại này tấm đan 1m2, 2m4 thì có thể liên lạc với lại bên mình để được cung cấp những cái tấm đan chất lượng nhất về phục vụ cho cái trang trại của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.